kính mến, và có lẽ ngay bây giờ đây quý vị chúng ta sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn để đến với tiết mục biểu diễn nghệ sĩ Tôn Hữu Không. Nena sẽ phục vụ biểu diễn nghệ thuật Thổi Lửa trong buổi chiều tối hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị đi ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị đi ạ. Các bạn quý vị ơi, hey. Nhiều năm mà tổ công, và ngày hôm nay rất vui được cùng trở về với Soba Hương Linh ở Hương Ti để cùng các đồng chí biểu diễn chúc mừng cho lễ khai trương Soba Hương Linh Hương Ti trong buổi chiều tối ngày nay. Theo biểu diễn Tôn Hữu Không Thổi Lửa và Múa Ảo Thuật Múa Vẩy Như Lý tiến tiếng nga công ty vô cùng người chuyển của nghệ sĩ Tây Nga trên chiếc vẩy trên chiếc cà phê của mình. Và chúng tôi rất cần những tràng pháo tay của quý vị để kích lệ động viên được không ạ quý vị ơi? Với ít phút nữa quý vị chúng ta sẽ cùng đến với màn Thổi Lửa ngày hôm nay. Tên thật là Nguyễn Văn Na, sinh năm 1994. Múa vẩy và ảo thuật biểu diễn đường phố. Với niềm đam mê cháy bỏng, anh luôn tìm kiếm sự mới mẻ để trau dồi kiến thức cho bản thân. Và thành công cũng đến với anh. Anh đã được bà con nhân dân khắp cả nước biết đến thông qua những đoạn video phóng sự của các nhà báo. Từ đó, Nguyễn Văn Na được mọi người biết đến như một sự mới mẻ trong nghệ thuật. Anh đã được mời tham dự các sự kiện lớn nhỏ trong cả nước. Đến nay, thường xuyên đi biểu diễn và đạt được vị trí nhất định trong lòng khán giả. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Nguyễn Văn Na, số điện thoại Zalo 0987053617, Facebook Tôn Đại Thánh, đóng vào khoảng nghệ sĩ Nena. Quý vị kính mến, nghệ sĩ Lena được đài VTV Cap 12, quý vị chúng ta có thể xem lại vào năm 2019, được đài VTV Cap 12 vinh danh vào năm 2019 nghệ sĩ duy nhất đến thời điểm này đi cà kheo múa vẩy như ý biểu diễn.